6,5% dân số ở Việt Nam bị mù do bệnh glaucoma, nhưng có đến 94% người dân không hiểu rõ về bệnh này. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh glaucoma khi nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực thấp, nguy cơ mù lòa cao. Không chỉ là suy giảm thị lực, glaucoma còn gây ra những cơn đau dữ dội, nhãn cầu căng cứng, phù nề giác mạc. Cần dự phòng glaucoma như thế nào, cách phát hiện và điều trị ra sao? Tất cả sẽ có trong chương trình Sống Khỏe hôm nay. Glaucoma là một bệnh gây mù lòa không thể phục hồi. Điều này có nghĩa là người bị bệnh glaucoma chỉ có thể làm chậm hoặc ngưng quá trình mù lòa chứ không thể khôi phục thị lực như trước. Chính vì vậy, đây là một căn bệnh gây mù lòa đứng hàng thứ ba sau đục thủy tinh thể và bệnh đại mắt. Nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh glaucoma, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 được xem là tuần lễ glaucoma, là dịp để người dân nâng cao nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này. Sự nguy hiểm của bệnh glaucoma không chỉ ở nguy cơ gây mù lòa cao mà khả năng phát hiện bệnh sớm cũng rất khó, chỉ có thể phát hiện sớm nhờ các thiết bị y tế hiện đại. Đây là máy kiểm tra đáy mắt OCT, một thiết bị có khả năng phát hiện sớm các bệnh ở đáy mắt, trong đó có bệnh glaucoma. Từ ngày 11 tháng 3, Bệnh viện Mắt Huế đã triển khai kiểm tra đáy mắt miễn phí cho các bệnh nhân có nguy cơ cao, nhằm kịp thời phát hiện và điều trị sớm cho các bệnh nhân tránh khỏi nguy cơ mù lòa. Nhờ thiết bị này, rất nhiều người đã phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời. Không chỉ là bệnh glaucoma mà còn nhiều căn bệnh đáy mắt nguy hiểm khác. Máy OCT hay còn gọi là máy chụp cắt lớp quang học của nhãn cầu, thì đây là một cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh rất là tiên tiến hiện đại hiện nay. Thì nó giúp chúng ta có được hình ảnh của cấu trúc 3D của nhãn cầu và các sâu đến tầng võng mạc và lớp thân kính thị giác. Thì trong ứng dụng trong glaucoma thì máy OCT được sử dụng để đánh giá lớp sợi thân kính võng mạc quanh gai thị, cái đó giúp chúng ta phát hiện được sớm bệnh glaucoma trước khi, thậm chí là trước khi có biểu hiện lâm sàng. Trước khi mà có máy OCT thì thông thường người ta sẽ chẩn đoán glaucoma dựa vào đo nhãn áp, soi đáy mắt và soi góc tiên phong, và một cái phương pháp nữa đó là đo thị trường cho bệnh nhân. Có một thực tế là rất nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế hay Việt Nam nói chung khá thờ ơ với các triệu chứng biểu hiện ở mắt, đồng thời hiểu biết về các bệnh mắt khác nhau cũng còn khá thấp. Đây là điều gây khó khăn trong việc điều trị các bệnh và làm gia tăng tỷ lệ mù lòa ở nước ta. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám mắt ngay lập tức khi phát hiện các triệu chứng như đau tức ở nhãn cầu, nhìn mờ hay chảy nước mắt liên tục. Đó có thể là một trong các dấu hiệu nguy hiểm, trong đó có bệnh glaucoma. Mắt tôi thì nó đã yếu từ lâu, thì mắt nói chung là nhìn không rõ. Thứ hai nữa là hai con mắt thì một mắt yếu mắt mạnh, nhưng mà đi khám lâu rồi thì một con là mắt trái là 4,5 độ, con mắt phải là 3,5 độ. Thì tôi cũng đã làm kính, nhưng mà qua thời gian thì hình như mắt nó ngày nó yếu dần. Xem bất cứ một cái gì mà lâu thì nó đau mắt. Thứ hai là nó chảy nước mắt. Cho nên hôm nay tôi vào để khám và chụp xem sao. Triệu chứng của mắt mình là hơi bị lông côm ở trong mắt, khó chịu. Kiểu như mình nhìn tỏa ra là không thấy đường. Sinh hoạt ngày thì mình cũng vẫn bình thường đó, nhưng mà liền cái là hai con mở một lần là không có một con là sáng thôi, còn con thì tối. Khi mình nhắm mắt lại là nó lộn trộn trong mí mắt, cũng là cái con mắt là nó hơi nặng, nó lòm kiểu như là mình nước lúc nào cũng chảy. Theo các nghiên cứu dự báo, số lượng bệnh nhân glaucoma trên thế giới sẽ tăng lên đáng kể vào những năm tới. Ước tính sẽ có khoảng 80 triệu người mắc glaucoma vào năm 2020, chiếm tỷ lệ 2,86% ở những người hơn 40 tuổi. Trong đó, 11,2 triệu người mù do bệnh. Đa số những người mù đang sống tại các nước đang phát triển, đặc biệt là người dân sống ở nông thôn, thiếu các dịch vụ chăm sóc mắt. Có đến 47% bệnh nhân glaucoma thuộc về khu vực châu Á. Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo vấn đề đáng báo động về việc người dân lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định của thầy thuốc, khiến cho mắt có thể bị glaucoma do tra thuốc có chứa steroid kéo dài. Mục đích của việc điều trị glaucoma là ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác. Bệnh nhân khi mắc bệnh glaucoma nhất thiết phải đi khám định kỳ, được các bác sĩ nhãn khoa tư vấn theo dõi thường xuyên theo một quy trình chặt chẽ nhằm kiểm soát được diễn biến của bệnh, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh glaucoma tuy là một bệnh có yếu tố di truyền nhưng mà đối với những người có nguy cơ cao như là bị tăng huyết áp, đái tháo đường hay là đã có tiền sử phẫu thuật mắt thì rất dễ xảy ra những cơn đau cấp tính. Chính vì vậy mà những người có nguy cơ cao cần phải được xác định bệnh sớm cũng như là có cách dự phòng và điều trị phù hợp. Để tìm hiểu về bệnh glaucoma thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc ở khoa glaucoma đáy mắt bệnh viện Mắt Huế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ Thanh Trúc đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, có một con số thống kê cho thấy là có đến 6,5% dân số Việt Nam bị mù lòa do glaucoma. Vậy thì nguyên nhân tại vì sao mà chúng ta lại bị glaucoma ạ? Hiện tại thì glaucoma là nguyên nhân gây mù đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới và nguyên nhân cụ thể gây ra bệnh thì đến nay vẫn chưa được biết rõ. Người ta chỉ biết được một cái yếu tố nguy cơ liên quan mật thiết đến bệnh glaucoma, đó là tình trạng tăng nhãn áp trong bên trong mắt của mình. Thì bình thường bên trong mắt mình có một cái chất lỏng để giúp cho mắt mình có thể duy trì một hình dạng cụ thể. Thì nếu một nguyên nhân nào đó mà cái chất lỏng đó nó không thể lưu thông ra ngoài được, nó sẽ ứ đọng lại bên trong mắt gây ra tình trạng tăng nhãn áp. Và nếu như tình trạng tăng nhãn áp này không được điều trị kịp thời thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác và dẫn đến tình trạng mù lòa không thể nào hồi phục được cho bệnh nhân. Như trong phòng sư vừa rồi đã đề cập thì chúng ta được biết là bệnh glaucoma thì có thể được phát hiện sớm bằng máy OCT. Tuy nhiên xét về mặt lâm sàng thì có những triệu chứng gì để giúp chúng ta phát hiện sớm bệnh ạ? Một số bệnh nhân glaucoma có thể khởi phát với những cái triệu chứng như là đỏ mắt, đau nhức mắt, nhìn mờ một cách đột ngột, nhìn thấy có quầng màu xanh màu đỏ, bệnh nhân thậm chí là có kèm theo đau nửa đầu cùng bên, thậm chí là buồn nôn, nôn ói. Thì một số bệnh nhân sẽ lầm tưởng là mình bị rối loạn tiền đình hoặc là tăng huyết áp. Tuy nhiên đó là những cái triệu chứng ở mắt rất là cụ thể, đó là đau nhức mắt và nhìn mờ đỏ mắt. Thì những bệnh nhân có triệu chứng như vậy thì nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để khám và để được phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Tuy nhiên đa số những cái trường hợp glaucoma lại là bệnh mãn tính, tức là bệnh nhân không hề có một triệu chứng gì báo trước hết, bệnh nhân chỉ là tình cờ đi khám và phát hiện ra là mình bị glaucoma. Thì thường những bệnh nhân đó đã ở giai đoạn rất là nặng rồi, dây thần kinh đã tổn thương rất là nhiều, không thể nào hồi phục được. Nên những bệnh nhân đó, nên tốt nhất là những bệnh nhân mà trên 40 tuổi, đặc biệt là những bệnh nhân có nguy cơ cao như là có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, đã có phẫu thuật mắt trước, những bệnh nhân có trong gia đình có người bị glaucoma trước đó, và hoặc là những bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc corticoid dưới các dạng nhỏ mắt, bôi hoặc là uống thì nên đi khám thường xuyên định kỳ 6 tháng một lần tại các cơ sở chuyên khoa mắt. Thưa bác sĩ, việc điều trị bệnh glaucoma thì có giúp cho bệnh nhân tránh mù lòa hay là bị suy giảm thị lực hay không ạ? Mặc dù bệnh glaucoma là bệnh gây mù không hồi phục, tuy nhiên nếu như bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị sớm thì việc điều trị có thể giúp giữ cho thị lực bệnh nhân không bị giảm đi, và điều đó rất là quan trọng để mà giữ cho bệnh nhân không bị mù lòa. Tùy vào mức độ bệnh mà chúng ta có những phương pháp điều trị như thế nào ạ? Tùy theo mức độ và giai đoạn bệnh và tùy theo cái thể bệnh glaucoma mà chúng ta có thể điều trị bệnh glaucoma bằng các cái thuốc nhỏ mắt, hoặc là điều trị bằng các phương pháp laser, hoặc là mổ cắt bè cụm mạc, hoặc là đặt các cái ván dẫn lưu tiên phong để mà hạ nhãn áp để mà điều trị bệnh lý glaucoma. Như bác sĩ Thanh Trúc đã có chia sẻ thì bệnh glaucoma đó là một bệnh xếp hạng thứ hai sau bệnh đục thể thủy tinh khiến cho bệnh nhân bị mù lòa. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dự phòng được bệnh ạ? Thực ra thì hiện tại glaucoma thì chưa có phương pháp nào để dự phòng cụ thể, không có loại vaccine nào có thể ngăn ngừa được bệnh glaucoma. Tuy nhiên cách tốt nhất, lời khuyên của chúng tôi cho các bạn đó là nếu như là bạn trên 40 tuổi, đặc biệt là bạn thuộc nhóm nguy cơ cao như là có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, đã từng phẫu thuật mắt, đặc biệt là trong gia đình có người đã bị bệnh glaucoma và bạn có tiền sử sử dụng thuốc corticoid kéo dài, thì bạn nên đến khám mắt thường xuyên định kỳ 6 tháng một lần để được chẩn đoán và điều trị glaucoma sớm. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thanh Trúc về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đến đây chuyên mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.